Xin kính chào các bạn. Trong bài học ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn công cụ offset trong phần mềm Formit. Ở đây mình sẽ tạo ra một cái đối tượng hình chữ nhật ở đây chẳng hạn. Thì hình chữ nhật này nó được tạo ra từ các mặt phẳng. Thì đối với các mặt phẳng, các bạn sẽ có thể sử dụng lệnh offset, tức là chúng ta sẽ tạo ra được một cái mặt phẳng giống hệt nó và có những cái đường viền song song với những cái đường viền cũ. Ví dụ như đây mình sẽ chọn mặt phẳng này. Mình sẽ kích chuột phải và mình chọn offset, lệnh tắt là OF, và mình sẽ kéo vào hoặc kéo ra tùy vào cái mục đích của mình như thế này. Sau đấy khi đến một điểm nào đấy mình sẽ có thể kích chuột. Đấy, các bạn sẽ thấy chúng ta đã tạo ra được một cái hình có cái hình dáng đồng dạng với cái hình ban đầu. Và ở đây các bạn có thể kích vào con số này và các bạn điều chỉnh cái thông số khoảng cách, ví dụ đây mình cho là 0.5 chẳng hạn mét. Hình Enter. Và các bạn sẽ thấy chúng ta đã tạo ra được một cái hình vuông như thế này. Mình sẽ thao tác lại với là hình tam giác này chẳng hạn. Mình sẽ chọn mặt phẳng và mình chọn lệnh offset. Mình sẽ kéo ra chẳng hạn nhé. Đấy. Và đây mình cũng có thể điền thông số cho nó là 1 chẳng hạn. Enter. Thì các bạn sẽ thấy chúng ta đã tạo ra được một cái hình tam giác như này. Các bạn thấy không ạ? Thì sử dụng lệnh offset này hiệu quả cũng sẽ giúp các bạn dựng hình rất là nhanh trong Formit. Các bạn có thể sau khi offset các bạn có thể tiếp tục đẩy khối như thế này. Các bạn có thể thấy. Thì với công cụ offset này các bạn cũng sẽ dựng hình với rất là nhiều ý tưởng phong phú, giúp các bạn có thể làm một concept thỏa mãn cái ý muốn của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip lần sau.